Hello là nó liệu vào khám bệnh nhà này dùng miền block tới cả ta thì rồi ba còn tại mày ôm bộ mặt chọp bật chọp đây mà tới không vậy cho nè ê ở với bắt bắt về hiện về lưới này bạn về chọp giờ lại ông bom đi chứ hello nè lo đi vào khám bệnh và không để ca vừa giờ lập mà bên sài mấy đàn cái này cái gì làm phơ và lọc tới cả ra ai chịu thi như cả mà ngày nay nhiều bạn trên bị đau để nó học liên tiếp chẳng ngày nay cái gì khám bệnh mà vẫn dương từ mưa mấy cái khác của lớp phong giờ bạn từ này cái khó mẫn để chấp lời vay vật đi dương cổ mọn mau cứ chờ anh ta sẽ mẹ đặt nó hype thôi giờ anh ấy kêu mình camera khỏi mẹ còn nói chỉ muốn làm như quạt trong màn camera khỏi bởi mình nhẹ mấy để quạt tôi bằng áp cái đẹp nắng anh bố lá nhóm bờ sân gì mưa tới chiên thì này tích trong thư thì mang tích làm đi dương ai nâng cắt độ ở resonator chảo giá ở lợi nó cứ tôi lấy bị muốn cứ bán này bị ra màu còn lại dương bán cài bỏ lại dương cài bia là sao thì dương càng thì chú giờ khỏi robot robot nó cứ vì trên giờ mà họp mình chẳng biết cái về pi họp cho mà họp mình ở bên trên sẽ lấy biển thôi lẽ cho nên mới sẽ lấy biển láng của formen biển crash láng vĩnh dương thời đỏ ra sinh nhật chào vận tải dương xa mưa sân này dương đỏ ra sinh nhật bao ra nâng chào sân dương nâng stone sẽ lấy mà sân nhật biển lưu láng pi dương đâu mình dương đâu ra sinh nhật phở thông gì muốn này chẳng này chẳng biết ai nâng mà là muốn tôi cho bạn về phù sao mà anh Canada dương đỏ ra sinh nhật chào vì dương rai bạn ta chạy tay sao mạng đi được sao tại vì khu nơi hàng khỏi vì như mang và châu với tay chia mà khỏi trong miền tập tiếp với là vì tranh kẻo vì ăn bốn tiếp đến môn này trong sở lấy việc sẽ lạc lên môn này vì sẽ lạc sở lấy này thế sau dương xa cắt ra sở tương cháu xa mới cho mới sở lấy vì mệt và viên crash ở môn à nó ok ta viên crash lăng với viên rai viên bike à nó dương thở thay ra sở tơ cháu với mình tay dương đâu ra sở tơ dương ai phở ở bãi cái mà một chỉ mồi trong tới tại vì thông gì muốn này chắc anh yeah, nóng cứ việc thuê bạn bằng hay giờ từ mưa nó cứ mưa vì process thì đó từ đấy để các bông từ hiệp lấy chuyện đang ở địa phương đại sa ngay tìm phải một lần một nắng cứ khem đi hà chớ mình cà riệp chấm gì mồi nắng cà bàn nắng rồi right mà đón thì đấy đây nhưng mà đã quạt hiệp là ngàn đấy bộ hồi poster cho nên nó là châu từ mưa này không Facebook hay các bạn khem đi hà chớ bàn bà ai bỏ xe miền phong miền đấy để nhắm ai áp để chôn nó nếu nhắm áp để chôn một tháng tiền ai chị đó bỏ hạt ô tô nó có ai nằng hao nơi một ngày nữa là bây giờ tại cho luôn là cái nông cap nắng rồi rồi trong phòng này nó nằng ăn khơi vì sạch vốn rồi bỏ chị đó lại ban hiệp nó cứ quạt tờ lạng sạch vốn sạch thu nó mình mến ban này hai thằng bay từ lưỡi ca thu này vì cứ sầm tay sầm nhập hall project này chị đó nắng đầy sẽ stake one đấy cứ quạt lang thầm một pound sẵn vì phố cơ mà vì chỗ này bị yếu ta thường là thường bị pound hot power nó cứ mình đọc lại từ khoản ha toàn trang hiệp vì chỗ này bị yếu vậy chẳng dương lang với mà step sẵn lang với mà step mưa hai mà pound nó bị ok bị fine hay bị lớn tại sao tại vì mình phải có ra lắc đầu từ lưỡi không phát được nên không in chain shop lock nâng long lock nâng tí nâng cylinder head nâng tí cứ dương tới một tiết về để cho nó stay thua nó mạnh thời hưởng sân hưởng ấy đầm bay viên lang đo cầm lang pi pon này chẳng đấy chẳng chạm mưa thật đó mình ấy áp để chun nó nhưng mà áp để chun anh nhưng có thời để check áp mưa lan nhiều bọc nhiều đấy để mà stay nhưng nó cứ chập đau ở hiệp trong nó không ca
ស្រីកាងស្រីអីវា fitment ឡើងវិញមកទាំងអស់ហើយយើងចាប់ដាំបាញ់ទៅលើតំណក់វាដើម្បីបាញ់ពណ៌ហើយពណ៌យ៉ាងស្គាល់ប្រាប់ដំណោថាពណ៌អីទេចាំពេលហើយចាំយើងបង្ហាញដល់អ្នកនរនេះតែម្ដងបងឡាននឹងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើពណ៌ផងដែរបាទឡៃធូបោប្លាតើដោយសារយើងដកប្លោអាធំចេញបាត់ហើយយើងសេរីវាអត់ទាន់ត្រូវណាមួយណាធូនយើងគាត់នៅឆ្ងាយគាត់នៅដល់អាមេរិកដល់ពេលអញ្ចឹងវាត្រូវការចាំច្រើនមកធូនគឺ revision 3ថ្ងៃដល់ពេលអញ្ចឹងវាយូរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសម្រាប់ថាខ្ញុំខ្ជិល3ញ៉ាំច្រើនខ្ញុំក៏ដាក់ប្លោបាល់អាប់ក្រេតពីលើ stock ហ្នឹងជិះទៅយ៉ាចាំពេលដែរធូបោថ្មីយើងមកដល់ពេលនោះហើយគឺប្រហែលជាហាប់គាត់រៀបដៃណូហើយយើងយកឡើងលើដៃណូហ្នឹងយើងទិញមកវិញអ្នកធូនយើងមកអាមរិកហ្នឹងឲ្យគាត់ធូនព្រាមព្រាមបងប្អូនហ្នឹងត្រូវការធូនព្រាមព្រាមហ្នឹងចាំអញ្ចឹងទៅយើងជិះតាមផ្លូវដល់តាឡុកជាតិកៅនេះវាយូរវាចំណាយពេលយូរព្រោះយើងផ្លាស់ដូរកំផាសទៅនឹងច្រើនតែឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើធូបោ stock តដែរទេប៉ុន្តែធូបោ stock របស់ខ្ញុំគឺដូរជាមួយនឹងឆាតវាអង្គការធូបោ Westgate ដែលខ្ញុំប្រើឆាត់210 PSI អញ្ចឹងទៀតនៅពេលដែលយើងឡើងធូបោទៅ B&O តែវាអាចຕົកបាន500 25 horsepower ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ upgrade ពី stock ដែល drop in ធូបោតែយកមានការកែច្នៃទេយើងគ្រាន់ drop in វាចូលគឺបានហើយវាអាចឡើងបានដល់525អាស្រ័យលើការធូននឹង component ផ្សេងៗរបស់យើងតែសម្រាប់ឡាននេះដូរទៅធូបោទៅឡើងដល់525ហើយអានឹង limit ធំប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ stock engine ពីព្រោះយើងចង់ឡើងទៅលើ500ចឹងទៀតយើងត្រូវដកកំផាន់ទៅនៅលើ engine នេះអញ្ចឹងវាមានភាពលំបាកនេះតែឡាននេះខ្ញុំអត់លេងអត់ឲ្យឡើងដល់500ទេហើយជាស្អីយើងមើលយើងត្រូវសង្កេតមើល PSI ពីព្រោះ stock machine របស់ Mustang វាទប់បាន PSI មិនបានធំ25ឯងក៏មកលើ25អញ្ចឹងក្នុងការធូនយើងត្រូវតែតាមបានទៅលើ PSI វាមែនតែនពីព្រោះបើសិនជា PSI លើសពេកក៏វាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនមានបញ្ហាបើសិនជាខ្វះ PSI ឬមកក៏លិចសល់ក៏វាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនមានបញ្ហាអាចនិយាយថាម៉ាស៊ីន Mustang គឺវាអន់បន្តិចអញ្ចឹងធូនតើធូនឲ្យស្រួលវាមានបញ្ហាដល់ម៉ាស៊ីនឯងព្រោះម៉ាស៊ីនវាស្ទើរខ្លះតោះដល់យើងមើលវាមិនមែនតែនប៉ុន្តែបើយើងចេះតាមដានវាអត់បញ្ហាមកលើមុនខ្ញុំធ្លាប់មានបញ្ហាម្ដងលសាយយើងចាប់សយោ intercooler ចូលយើងផ្លិចគិតមកចំណុចនៅក្នុង pipe cool side របស់intercooler ហ្នឹងវាមានប្រព័ន្ធមួយសម្រាប់ដោតនោះហើយយើងក៏បានចារឲ្យយើងគិតថាខ្ចៅហ្នឹងគេហិតឲ្យហើយឯងតែជាក់ស្ដែងគេអត់ទាន់ហត់ទេវាធ្វើឲ្យពេលខ្ញុំជន់ដល់3000 RPM ឬមក4000 RPM នៅពេលដែលធូបោវាចាប់ដំវល់វាលុយសលេងដូចដើម្បីស្រែកប៉ុន្តែយើងជិះយឹមហោរត់ឃើញកន្លែងលុចហ្នឹងថាវានៅណាទេព្រោះយើងចាប់ហត់វាអស់ហើយហើយអាហ្នឹងប្រព័ន្ធវាទូចមួយយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍នៅច្រកចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងឯងគឺវាធ្វើឲ្យឡានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាខ្វះខ្យល់វាអត់ពេលខ្ញុំប្រឹងជន់ខ្ញុំចង់ដាក់សលេងខ្ញុំវាមិនខ្ញុំប្រឹងជន់ពេកធ្វើឲ្យបែកអានោះគេហៅថាដូចជាខ្មែងគេហៅដូចជាកវ៉ាត់ឯងអារីងប៊ីស្តុងហ្នឹងរីងពីលើពីរគ្រាប់របស់ប៊ីស្តុងអានៅក្នុងប្រឡោះទី2ហ្នឹងបែកយេយើងក៏ហឺម្សិនហើយយើងក៏រៀបចំថ្មីចឹងចាំម្សិនឡាននេះគេអត់បានទេមើលមែនតែនខ្វះខ្យល់ក៏បញ្ហាស្ទើរខ្យល់ក៏បញ្ហាអីលើខ្សោបញ្ហាស្ទើខ្សោបញ្ហាឥឡូវខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបិទវីដេអូសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងសិនសម្រាប់ដល់ការ៉ាសខ្ញុំថតនៅមើលទៀតបាទអូខេឥឡូវយើងបានមកដល់ការ៉ាសហើយអញ្ចឹងបើយើងត្រូវធ្វើថ្ងៃនេះគឺនេះលើកឡានឡើងប៉ុងសោអត់តាន់លៀងបានទេថ្ងៃមុនត្រូវទឹកភ្លៀងហងអានេះគឺជា resonator វាដែលយើងដកវាចោលដល់ស្អែកឡានហ្នឹងវាចេញសម្បាំងមួយខាងពីរអញ្ចឹងលើមុនយើងបានចាយវាដើម្បីចូលត្រូវមួយ diffuser នេះយើងចេញមកគ្រាប់ទេដែលស្វាយវាធ្វើសលេងមានធ្លាក់អញ្ចឹងវិធីក្នុងការកែប្រែបន្ទាប់ទៀតយើងនឹងសាកដក resonator នេះចោលចាំមើលសលេងរបស់វានឹងបែកទៅជាបែបមួយបាទថាវាអាចទប់ជាប់បើវាលឺពេកយើង upgrade វិញយើងឡើង resonator ធំវិញហើយយើងសាកចឹងយើងសាកដកដល់ចោលសិនហើយយើងប្រើ tip shot តើអញ្ចឹងយកមក
na mui chana jeung phoe chang ko vi thvoe oi lan mo jeung performance vi lo jeung mun phong dae ko mo vi ka steh khsal chang chang cham tam ban video tong os ri dae neak thvoe khong samang ni keu ka ba thôi dương mơ tam chạy đây nhớ cứ là nó nguy hiểm cao lại nhỉ chân vậy dương sẽ cắt lên cắt vô từ đây thì là tươi dương cắt vô thầm mục từ nọ ok ni mộng thì dương đặt tiếp châu lại chẳng cho nó ra thì là tươi này đặt bị thua dùm lấy nhau nó tiếp dễ thua là vậy nhỉ máu hơi dầm mưa sẽ lấy bây giờ ngõ hơi á chăm sóc rồi lấy ngõ hơi á thì chưa dừng chập đâu mà cắt bia mà lấy từ lại không hỏi nè on để chăm mưa sập từ lý tầm khá là ra là phải mà sao giờ lại đi kẹo của dân thứ hai đây của mình mau đợi tầm này